sinh, đừng yêu những người tình một nửa, đừng say xưa với chung bạn nửa vời, đừng nằm sâu trong công trình chìm nổi của những tài năng chưa một phút ra khơi. Cuộc đời trọn vẹn, xin đừng trẻ làm hai và đừng vội tàn phai trong nửa chừng sự chết. Nếu chọn làm thinh thì đừng gây tiếng động, lời cất lên hãy sống cho tới cùng, đừng phát ngôn bằng tự mình bịt miệng và đừng nói ra nếu chỉ muốn làm câm. Nếu chấp nhận hãy đón lấy thật tình, đừng chia tay ra riêng lớp vỏ bọc thêm. Nếu không ưng hãy trình bày thật rõ, bởi ầm ừ đồng nghĩa với cho qua. Chớ thỏa hiệp với một nửa giải pháp, chớ vội tin vào một nửa chân thành, chớ mộng mơ những cơn mơ lỡ dở, chớ đê mê trong hy vọng cạn ngang. Nửa phần nước chẳng làm tan cơn khát, nửa bữa ăn chẳng đủ lấp dạ dày, nửa con đường chẳng đưa ai tới đích, nửa suy tư chẳng thể cứu nhân sinh. Một nửa của ta không phải là người ta yêu, mà là chính ta đây trong những thời gian khác, là phần ta lúc không có trên đời. Nửa cuộc đời là một cái chưa xong, là một từ chưa bật ra khỏi môi, là nụ cười chưa mình đã phải thôi, là xin lừa đôi khi thì không hề có, là bạn lúc khó khăn chẳng thể có bao giờ. Vươn ra và không hề vươn tới, hú dục và không hề có tác dụng góp mặt, nhưng không hề có mặt những gì làm ta xa lạ với những người gần gũi nhất người ta và cái người xa lạ với ta. Một nửa chỉ là một khoảnh khắc bất lực tạm thời, nhưng ta không bất lực vì ta không phải là nửa chừng của một bản thể, ta là một bản thể trọn vẹn có trên đời, là để sống trọn một đời, không phải nửa một đơn đơn đời. Nửa chấp nhận hãy vì đó lấy đây thập tây, không phải nửa một đời. Nửa chấp nhận hãy vì đó lấy đây thập tây, không phải nửa một đời. Nếu chấp nhận hay đón lấy thật tình, tiếng đồng lời cắt lên hay sống giáp tới cùng, cùng đừng phát ngôn bằng tự mình bịt miệng và đừng nói ra nếu chỉ muốn lặng câm. Đâu chỉ muốn lặng câm. Nếu chấp nhận hay đón lấy thật tình, đừng chia tay ra dĩ là phó bọc thêm. Nếu không ưng hãy trình bày thật rõ, bởi ầm ừ đồng nghĩa vách cho qua. Chớ thỏa hiệp vào một nửa giải pháp, chớ vội tin vào một nửa chân thành, chớ mộng mơ những cơn mơ lỡ dở, chớ đê mê trong hy vọng cạn ngang. Nửa phần nước chẳng làm tan cơn khát, nửa bữa ăn chẳng đủ lấp dạ dày, nửa con đường chẳng đưa ai tới đích, nửa suy tư chẳng thể cứu nhân sinh. Một nửa của ta không phải là người ta yêu, mà là chính ta đây trong những thời gian khác, chớ mộng mơ những cơn mơ lỡ dở, chớ đê mê trong hy vọng cạn ngang. Nửa phần nước chẳng làm tan cơn khát, nửa bữa ăn chẳng đủ lấp dạ dày, nửa con đường chẳng đưa ai tới đích, nửa suy tư chẳng thể cứu nhân sinh. Một nửa của ta không phải là người ta yêu, mà là chính ta đây trong những thời gian khác, mà phần ta lúc không có trên đời. Nửa cuộc đời là một đời chưa sống, là một từ chưa bật ra khỏi môi, là nụ cười chưa mình đã phải thôi, là xuyên lứa đôi khi thì không hề có, là bạn lúc khó khăn chẳng thể có bao giờ. Vươn ra và không hề vươn tới, hữu dụng và không hề có tác dụng góp mặt, nhưng không hề có mặt những gì làm ta xa lạ với những người gần gũi nhất nơi ta và hết người xa lạ với ta. Một nơi chỉ là một khoảnh khắc bất lực tạm thời, nhưng ta không bất lực vì ta không phải là nỗi chung của một bản thể, ta là một bản thể trọn vẹn. Còn trên đời là để sống trọn một đời, không phải nửa một đời, không phải nửa một đời, không phải nửa một đời. Có mặt nhưng không hề có mặt những gì làm ta xa lạ với những người gần gũi nhất nơi ta và khiến người xa lạ với ta. Một nửa chỉ là một khoảnh khắc bất lực tạm thời, nhưng ta không bất lực vì ta không phải là nửa chừng của một bản thể, ta là một bản thể trọn vẹn. Có trên đời là để sống trọn một đời, không phải nửa một đời.